Rồi, xin chào mấy anh em ha. Mà bữa nay em giới thiệu cho anh em cái mẫu lươn câu nhấp cá lóc bên em cho anh em tham khảo nghe nè. Thì anh em thích món nào thì alo em ha. Thì bên em nhiều dòng lắm nghe nè. Thì em khoảng mười mấy loại á, mười mấy loại nghe nè. Thì lươn câu bên em là bé nhà bé tai nha. Thì thép em lựa chọn là thép tốt nha nè. Thì em bẻ chung loại thép nhưng là nó có lớn nhỏ như là cộng 2.2, 2.4 và 2.8 ba loại. Thì cộng 2.2 với cộng 2.4 này nè. Thì hai cộng này thì mình có thể kéo cá từ 2 kg đổ lại nha anh em. Còn cộng 2.8 này thì mình kéo cá 2 kg trở lên, 2.8 thì mình thấy nó sẽ lớn hơn, rõ hơn nha anh em. Thì mỗi một loại gì đây á nè, thì bên em đều có hai dòng là nồng điện và nồng cỏ ha. Này nồng điện nha anh em. Thì nồng điện bên em là nồng điện này là thép. Thép em xe lại nghe nè. Xe lại ha. Thì thép xe lại, cái nồng điện thép xe lại thì nó sẽ không có chạy tới chạy lui. Thì khi mình nhấp á nè, nó không có chạy tới chạy lui, nó lòi cái cọng thép ra, cá nó thấy nó nhát nha nè. Thì lưỡi câu bên em cái dòng này là cái dòng cao cấp ha. Thì anh em coi từ khoan lỗ cho tới mũi ngạnh, đặc biệt là mũi ngạnh nha nè. Bên em làm cực kỳ là kỹ thông lắm. Thì nồng điện và nồng cỏ nha nè. Thì bên em nó cũng hai loại, là như là cái mẫu này là mẫu đuôi liền, mẫu cao cấp nè, còn cái mẫu đuôi ghép thì giá này rẻ hơn nghe nè. Thì mẫu đuôi ghép thì giá nó là 100.000 một lưỡi nha, thép lớn nhỏ. Còn cái mẫu đuôi liền này á là 200.000 nghe nè, 200.000 cho cộng 2.2 với 2.4. Thì còn cộng 2.8 là 250 nghe nè, 250, 2.8 với 2.4 250 ha, cộng 2.2 200 nghe nè. Thép tốt ha, mấy mẫu này anh em về xài ưng ý đó, cưng lắm nghe nè. Câu chất lượng nữa nào chất lượng nữa đó nghe nè. Thì mẫu này là mẫu trứng rùa ha. Thì bên em hai dòng trứng rùa giống mẫu ó là thường là anh em đặt nhiều lắm nè. Còn mẫu này mẫu ó này nè. Mẫu ó thì mũi nó cúp hơn nghe nè. Đã lắm, được câu đã lắm nghe nè, mũi ngạnh nè. Anh em thích mẫu nào alo em nghe nè. Cộng 2.2 là em bé dài từ 50-55 nghe nè, 50-55 ha. Mẫu đuôi liền nghe nè. Đuôi liền thì làm nó mất thời gian lắm, bây giờ mình chỉ đập dẹp cái nữa từ khoan ra lâu lắm, gì với lại thép cứng nữa nghe nè. Nên nó mắc hơn cái mẫu đuôi ghép. Rồi tiếp tục là giới thiệu cho anh em là thêm một mẫu nữa nghe nè. Mẫu này mẫu heo, mẫu này xài nhiều lắm. Mẫu này em thấy là em bán là như là 5-6 anh em là 10 anh em là xài hết 5-6 anh em cho cái mẫu mẫu heo nè, bán từ xưa giờ. Cô làm nhà làm tay nè, làm theo khuôn kỹ lắm, làm theo khuôn á, bẻ theo khuôn chứ không phải là muốn bẻ sau bẻ nghe nè. Đặc biệt mũi ngạnh là cực kỳ thông nha, không có phải như cái ngạnh quẹo qua quẹo lại nghe nè. Mẫu heo nghe nè, anh em thích mẫu heo này alo em ha. Em đều có nồng điện nồng cỏ đầy đủ chưa nghe nè. Mẫu heo. Rồi tiếp tục là giới thiệu cho anh em ha. Thêm một mẫu nữa nghe nè. Mẫu này nhấp cá rừng ha. Mẫu này mẫu số 7 nè. 7 anh em thì em thì ở Cà Mau á nè. Thì mấy anh em mà đặt lưỡi câu á thường là anh em như gấp vô rừng U Minh á, thì mấy anh em đặt mấy cái mẫu này nhiều lắm nè. Anh em vô rừng nhấp đó nè. Số 7 ha. Mấy mẫu này cá cắn là sốc luôn nghe nè. Số 7 ha, nồng điện nha nè. Cộng 2.2 thì bé dài 50 nha nè, 50-55. 2.8 thì dài 2.8 với 2.4 thì dài 60-65. Thì cộng 2.2 với 2.4 á là kéo cá 2 kg nha nè. Còn cộng 2.8 2 kg đổ lên, thép tốt lắm nha nè. Cộng 2.2 là mình kéo cá 2 kg nè. Và giới thiệu cho anh em thêm mẫu nữa nha nè. Mẫu số 3 ha, đẹp lắm nha nè. Để cầu khi em quay như ngoài anh em nhìn đẹp, thép sáng bóng đẹp lắm. Em giao hàng toàn quốc nha anh em, số điện thoại em để trên tiêu đề, anh em nhận số đó hoặc nhắn tin Zalo nghe nè. Mẫu số 3 nghe nè. Mà nồng điện nồng cỏ có đầy đủ hết. Này nhấp trái thiệt kia nè. Cái đuôi nè.
Hoặc là anh em đặt hàng điện em trực tiếp, em có thể số điện thoại trên tiêu đề, hoặc là mình nhắn tin Zalo nghe anh em. Thì hoặc là mình anh em có thể qua bên thằng Shopee tham khảo, bên đó thì em đăng đủ hết. Còn khi quay clip này thì em chỉ giới thiệu sơ lược một số mẫu thôi. Như anh em qua bên Shopee hay là Lazada, TikTok gì đó nè, em có đăng bán mình đó ha. Anh em gõ bên trang của em là kênh Bảy Thép nha anh em, thì nó sẽ hiện lên số 3 ha. Rồi cái mẫu giới thiệu cho anh em thêm mẫu nữa nè. Mẫu này mẫu mẫu Thái. Đây, cái cắn là sốc cái này nè. Thái ha. Lạ lắm nha. Của ngành nó câu làm kỹ lắm. Từ khuôn bẻ cho tới mài giũa khoan lỗ đất móng, làm kỹ lắm từ cái ấy nha nè. Mũi ngạnh thì anh em yên tâm ha, mũi ngạnh cực kỳ thông nha. Thấy nha nè. Rồi mẫu này là mẫu này nè. Này nha nè. Và một lần nữa em cảm ơn mấy anh em lâu nay ủng hộ em nghe nè. Thì anh em có đặt lưỡi câu thì em có để số em trên chủ đề, anh em điện số đó hoặc là nhắn tin Zalo thì em sẽ gửi cái mẫu mình Zalo cho anh em coi nghe nè. Thì đúng mẫu như anh em muốn đặt thì em gửi về, không sợ lộn ha. Hoặc là mình có thể qua bên Shopee đồ mẫu anh đặt nghe nè. Thì khi mà anh em điện hay nhắn tin Zalo thì điện trực tiếp thì em xin địa chỉ luôn ha, gửi về luôn nghe nè. Rồi xin chào, hẹn gặp lại anh em ha nè.